10 giống gà kỳ lạ và đắt đỏ nhất hành tinh mà bạn không thể tin được chúng thực sự tồn tại. Vũ trụ huyền bí xin chào các bạn. Bạn thân mến, từ xưa đến nay, hình ảnh chú gà luôn gắn liền với đời sống của người Việt. Hình ảnh gà trong những bức tranh dân gian, khúc hát dân ca ngày càng trở nên quen thuộc. Đặc biệt hơn, người ta không chỉ nuôi gà để lấy trứng và thịt, mà còn xem chúng như một vật làm cảnh. Vì vậy, những giống gà quý hiếm, lạ mắt trở nên được ưa chuộng và săn đón dù giá thành có đắt đỏ. Trên thế giới có rất nhiều giống gà kỳ lạ và đắt đỏ. Những giống gà được lai tạo có, những giống gà tự nhiên cũng có. Và hôm nay, mời bạn hãy cùng vũ trụ huyền bí khám phá 10 giống gà được cho là kỳ lạ và đắt đỏ nhất thế giới mà có lẽ bạn sẽ không bao giờ tin được là nó thực sự tồn tại. Gà khổng lồ Brahma. Trên thế giới có giống gà Brahma được coi là vua của các loại gà vì trọng lượng siêu khủng của nó. Nổi bật với vóc dáng oai vệ, loại gà độc lạ này lại mang đến may mắn cho người nuôi. Để sở hữu con gà kích cỡ khủng này, người tiêu dùng phải mạnh tay chi số tiền hàng chục triệu đồng. Gà Brahma có sức đề kháng rất tốt, ít bệnh tật, có thể sống được ở mọi thời tiết. Loại gà có 102 có lông phủ kín cơ thể xuống tận móng chân, nhìn tổng thể như con chó ngao nhưng thu hút người mua. Trong thế giới gia cầm, gà Brahma là một trong những giống gà được sưu tầm và ưa chuộng bởi bề ngoài độc lạ của nó. Thông thường, giống gà khổng lồ Brahma có trọng lượng siêu khủng từ 9 đến 18kg một con đối với gà trống và khoảng 7kg một con đối với gà mái. Loại gà này sinh sản khoảng 70-90 trứng một năm, trứng nặng khoảng 55-60g. Trong nhiều năm qua, nguồn gốc của gà Brahma vẫn là một bí ẩn. Các nước phương Tây như Anh, Pháp, Mỹ cho rằng chính họ đã lai tạo ra loại gà này. Còn các nước phương Đông như Ấn Độ, Bangladesh, Trung Quốc lại cho rằng gà Brahma bắt nguồn từ xứ sở của họ. Đặc biệt là Ấn Độ, họ tin rằng gà Brahma được thuần dưỡng từ những ngôi làng dọc theo dòng sông Brahmaputra. Gà đen Ajamsman. Trong thế giới động vật, những con vật toàn thân màu đen không phải là loại hiếm. Từ gấu, khỉ đột, chó mèo cũng từng có màu đen. Nhưng một loại gà đen toàn thân, đen từ xương, thịt, nội tạng, lông, màu, chân và có giá đắt đỏ lại khiến cho nhiều người bất ngờ. Loại gà này có tên gọi là Ajamsmani, cực kỳ quý hiếm và đắt đỏ. Chúng có nguồn gốc từ đảo Java, Indonesia và được nhiều đại gia trên thế giới săn lùng. Người dân địa phương coi giống gà này như một biểu tượng của sự may mắn. Ở Indonesia, Ajam có nghĩa là gà và Samani mang nghĩa đen hoàn toàn. Dù toàn bộ cơ thể chúng đều có một màu đen, nhưng máu của những chú gà này vẫn có màu đỏ sẫm. Do có giá đắt đỏ, nên không phải ai cũng có thể được thưởng thức hương vị tuyệt vời của giống gà này, ngay cả những người nuôi chúng. Người dân tại Indonesia vẫn thường gọi giống gà này là gà Lamborghini, tên một thương hiệu xe nổi tiếng thế giới. Hiện gà đen đang là một trong những giống gà đắt nhất thế giới. Một con gà có giá 2.500 đô la Mỹ. Giống gà đen được xuất ngoại lần đầu tiên vào năm 1998 bởi một người Hà Lan. Với vẻ ngoại độc đáo và sự kết hợp bất thường của gen mà tạo nên cảm hứng nghiên cứu cho những nhà khoa học yêu thích gia cầm ở châu Âu. Những chú gà này đen từ trong ra ngoài, từ thịt, xương, nội tạng, màu, lông, chân, mỏ đều đen hoàn toàn. Các nhà khoa học cho rằng, chất fibromelanocyte trong cơ thể gà đã thúc đẩy sự phát triển của các tế bào sắc tố đen. Gen tạo ra fibromelanocyte là gen đột biến và đã tồn tại ở khu vực châu Á hơn 800 năm trước. Do có hàm lượng sắt trong thịt rất cao, nên gà đen được cho là rất tốt cho những người phụ nữ đang mang thai. Nhiều người dân châu Á còn cho rằng thịt gà đen rất quý hiếm nên ăn thịt chúng có thể có được sức mạnh ma thuật. Thậm chí họ còn cho rằng ăn thịt gà đen sẽ đem lại sự thịnh vượng, may mắn cho họ. Gà quý tộc Onagadori. Có một loại gà thoạt nhìn tả tơi nhưng được mệnh danh là gà quý tộc với mức giá đắt đỏ nhất thế giới. Và chỉ có đại gia mới dám chi tiền để rước em nó về. Đó là giống gà Onagadori. Gà Onagadori là giống gà có nguồn gốc từ Nhật Bản, nổi bật với cái đuôi rất dài, được nuôi để làm cảnh hoặc tham gia trưng bày. Từ xa xưa,
giống gà Onagadori được coi là quốc sản của người Nhật, là thú chơi của vua chúa ngày xưa. Cho đến ngày nay, đây vẫn là giống gà quý được nhiều đại gia săn lùng. Không chỉ có bề ngoài độc đáo, giống Onagadori còn có giá chát lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Onagadori là một giống gà phân bố chủ yếu ở thành phố Nagoku, Nhật, được nuôi để làm cảnh và trưng bày. Đây là giống gà nổi bật với cái đuôi rất dài, kỷ lục hiện tại là con gà có đuôi dài 7 mét. Đáng chú ý, có nhiều cấp độ chất lượng ở gà Onagadori. Cấp độ cao nhất là những con có từ 2 đến 3 cặp lông phụ và từ 60 đến 70% lông đuôi không thay. Loại gà có 102 này nếu đột nhiên bị căng thẳng như bị rượt đuổi bởi chó, mèo hay trẻ con, chúng có thể phản ứng bằng cách gồng cứng lông rồi sau đó thay hết những lông này. Nhưng nếu biết cách chăm sóc thì chúng cũng sẽ nhanh chóng mọc lại đuôi. Được biết ở Việt Nam, gà Onagadori còn được biết đến với cái tên là gà đuôi dài hay vĩ trường kê. Onagadori là một trong những giống gà đắt nhất, quý và hiếm hiện nay, không phải ai cũng sở hữu được. Những người chơi gà cảnh thường chú ý đến bộ lông tuyệt đẹp của nó. Hơn nữa, bộ lông dày mịn và phong thái, dáng đi khỏe mạnh, tiếng gáy vang, kéo dài sẽ tạo nên vẻ đẹp độc đáo so với những loại gà thông thường. Nhờ đó, phần đuôi của gà Onagadori dài bất thường, có thể hơn 10 mét, thường được dùng làm cảnh hoặc tham gia trưng bày các triển lãm, cuộc thi nổi tiếng về gà. Đặc biệt trong những năm trở lại đây, loài này chỉ được nuôi làm cảnh. Chỗ ở của gà phải thiết kế với những loại kệ cao riêng nhằm ngăn ngừa hư hỏng bộ lông đẹp và dễ dàng cho khách nhìn ngắm. Gà chuỗi lông đầu tiên trên thế giới. Gà chuỗi lông đầu tiên trên thế giới do các nhà khoa học thuộc Đại học Do Thái ở Israel lai tạo với mục đích tạo ra giống gà thích nghi với khí hậu nóng của Israel, giúp hỗ trợ ngành chăn nuôi gia cầm. Gà được lai tạo từ một giống gà tự nhiên, chúng giống hệt gà bình thường ngoại trừ việc không có lông. Thực chất, gà chuỗi lông không phải là gà biến dị DNA mà là do sự lai tạo đặc biệt. Các nhà nghiên cứu chỉ lựa chọn những con gà ít lông rồi cho lai tạo dần để tạo ra những lứa gà không lông. Những con gà này sẽ phát triển rất nhanh vì nó không cần tốn năng lượng để cung cấp cho lông mọc. Vì thế, gà sẽ lớn nhanh hơn. Gà không lông sống rất thoải mái ở vùng có khí hậu nóng. Việc không có lông sẽ giúp cơ thể mát mẻ hơn khi nhiệt độ ngoài trời tăng lên cao. Tuy nhiên, những chuyên gia về gia cầm lại phản đối với nghiên cứu này vì cho rằng một con gà không lông sẽ khó có sức khỏe tốt. Còn được khi chuỗi lông sẽ không đạp mái được vì nó không thể vỗ cánh để giữ thăng bằng khi leo lên lưng con mái. Bên cạnh đó, gà chuỗi lông dễ bị mắc các bệnh về da, ký sinh trùng dễ tấn công hơn. Muỗi có thể thoải mái hút máu đàn gà và da gà cũng dễ bị cháy nắng hơn. Gà Ba Lan đội vương miệng. Gà Ba Lan được giới chơi gà cảnh tại nhiều nước ưa thích. Dù có tên gọi là Ba Lan, nhưng chúng lại có nguồn gốc từ Hà Lan và phổ biến ở châu Âu. Trong thế giới loài gà, gà Ba Lan là một trong những loài được sưu tầm và ưa chuộng nhất hiện nay trên thế giới. Tại Việt Nam, gà Ba Lan đã được nhân giống thành công. Ngay từ khi mới nở, gà Ba Lan đã có màu lông trên đầu. Gà Ba Lan có rất nhiều màu, nhưng điểm nhấn riêng của chúng nằm ở chùm lông trên đầu. Chiếc mào khổng lồ được phủ bằng lông trông giống như một vương miệng nhỏ, tôn lên vẻ đẹp kiêu kỳ của chúng. Tại một số khu vực nông thôn của Ba Lan, Hungary hay Cộng hòa Séc, người ta nuôi gà Ba Lan để làm gà chọi trong những dịp lễ đầu xuân hoặc nuôi làm cảnh. Gà bông gòn Silky. Gà bông gòn, tên quốc tế là gà Silky, là giống gà rất đặc biệt bởi chúng sở hữu bộ lông xù cực kỳ lạ mắt và đáng yêu như lông chó Nhật. Đáng chú ý, tất cả đều là lông tơ chứ không phải lông vũ. Lông của giống gà này có đủ màu sắc như màu vàng, trắng, đen. Do sở hữu bộ lông tơ mịn, nhỏ nên giống gà này không thể bay nhảy như các loại gà bình thường khác. Những chú gà lông xù trưởng thành có bộ lông dài, phủ toàn thân và cả phần đầu. Và nhìn qua chẳng khác nào gà nhân tạo hay gà bông. Mỗi con gà Silky trưởng thành nặng từ 1,5 đến 2kg. Vòng đời có thể kéo dài tới 7 đến 9 năm. Theo các nhà nghiên cứu, loại gà này có xuất xứ từ Trung Quốc và được đưa đến châu Âu khoảng 200 năm trước. Chúng được các nhà động vật học ví von là loài lai giữa gà và thỏ. Giống gà này đẻ trứng rất ít, chúng chỉ đẻ từ 7 đến 10 quả trong một chu kỳ. Do vậy, số lượng loại gà này trở nên hiếm hoi trên thị trường sinh vật cảnh Việt Nam. Giá một cặp gà lông xù trưởng thành ở Việt Nam có thể lên tới 20 triệu đồng.
Gà vảy cá sư tử. Giống gà có nguồn gốc từ Hà Lan này có hai điểm nổi bật. Thứ nhất là ở bộ lông giống như vảy của loài cá. Thứ hai, lông trên gương mặt xù ra như cái bờm dũng mãnh của một con sư tử đực che phủ cả gương mặt. Đặc biệt, trên đầu không có mào như những giống gà khác. Thay vào đó là sự xuất hiện cặp sừng trâu nên được giới săn gà vô cùng ưa chuộng. Việc nuôi gà vảy cá sư tử cũng khá dễ. Chỉ cần tận dụng góc nhỏ của khu vườn nhà hoặc mái hiên cũng đủ để nuôi một cặp đẹp mắt, lại thân thiện với gia đình. Giá trên thị trường khoảng từ 1 đến 4 triệu một con. Gà tre Mã Lai. Gà tre Mã Lai hay gà Serama đều chỉ cùng một giống gà, có nguồn gốc từ Mã Lai được tôn vinh như gà thượng lưu, gà thành phố hay gà vương giả. Đây không chỉ là một loại gà quý hiếm chỉ còn đếm trên đầu ngón tay mà còn gây ấn tượng về hình thể. Dáng chuẩn sang, mang vẻ đẹp vương giả quý tộc với mào trích, cánh xệ, đuôi xòe cánh quạt và thẳng một góc 90 độ so với mặt đất, tích gà tròn màu trắng. Đặc biệt, để đúc một con gà được gọi là dáng chuẩn thì thời gian bỏ ra lên đến hàng chục năm. Vì vậy, giá một con gà tre Mã Lai trưởng thành có thể lên đến vài nghìn đô một con. Gà con nặng từ 300 đến 500 gram và có giá gần 30 triệu đồng. Gà Quý Phi. Gà Quý Phi còn được gọi là gà hoàng gia, có nguồn gốc từ nước Anh. Ở Việt Nam, gà Quý Phi được nhân giống rộng rãi, được nhiều người có tiền chọn làm quà biếu trong các dịp lễ, Tết. Đây là giống gà quý, vừa để thịt, để trứng và làm cảnh. Gà Quý Phi có màu lông đẹp với hai màu đen, trắng, lúc nào cũng bồng lên như cái nón cùng với đôi mắt đỏ đặc trưng. Ngoài màu lông đẹp, gà Quý Phi có màu thẳng đứng nhiều múi như quả Phật thủ, tích dài, mắt hồng, cựa sắc nhọn. Gà đẹp thường có 6 cửa trở lên, sắc và nhọn. Cũng bởi tên gọi kỳ lạ và hình thức bắt mắt, nên gà Quý Phi được bán với giá khá cao, từ 1,5 đến 4 triệu đồng một con gà trống, 1 đến 3 triệu đồng trên một con gà mái. Thậm chí, con gà đẹp mã còn được khách nước ngoài trả chục triệu đồng. Gà rừng cảnh. Gà rừng được săn đón trên nhiều trang web sinh vật cảnh ở Việt Nam. Đây là loại gà nhút nhát, khó nuôi và không dễ tìm được cá thể thuần chủng. Song dân chơi gà cảnh vẫn sẵn sàng chi tới tiền triệu để sở hữu một chú gà rừng. Gà rừng tại Việt Nam có hai giống chính là gà lôi và gà đỏ. Trong đó phổ biến nhất là gà đỏ với tai trắng, màu lông sặc sỡ, cửa nhọn, dáng thon. Con được khi trưởng thành có màu lông đỏ tía, nặng từ 1 đến 1,5 kg. Còn con cái chỉ có màu lông nâu xỉn và kích thước nhỏ bé hơn. Giá gà rừng đỏ khá cao, loại thuần chủng trưởng thành thường được chào bán từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng một con. Giá gà mái rẻ hơn gà trống. Thậm chí những chú gà đang trong giai đoạn sinh sản sẽ có giá lên đến khoảng 1,6 triệu đồng một cặp. Các bạn thân mến, thế giới có rất nhiều giống gà kỳ lạ và đẹp mắt. Chúng không chỉ có giá trị về kinh tế, mà những giống gà này còn được rất nhiều dân chơi thu mua làm cảnh. Và ngoài những giống gà trên, cũng còn rất nhiều giống gà khác vô cùng đặc biệt. Vì vậy, nếu bạn còn biết và cũng đã sở hữu những giống gà khác thú vị như vậy, đừng ngần ngại chia sẻ xuống bên dưới phần bình luận và đừng quên dành tặng Vũ Trụ Huyền Bí một like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những khám phá thú vị khác. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!